Alo, xin chào các bạn. Hôm nay Đinh Thi sẽ lấy một cái hình, một cái nhà như thế này để mà chúng ta làm một cái bài thực hành về model một cái nhà cho nó hoàn thiện như thế này. Thì chúng ta chỉ cần nhìn cái ảnh này thôi, còn mặt bên kia thì chúng ta phải tự tưởng tượng ra. Đấy. Thì ở đây các bạn nhìn thấy cái nhà này nó là hình thù như thế nào, thì các bạn sẽ phải hình dung nó ra. Cái nhà này ấy, nó sẽ có ngói này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Ở đây cái ngói này thì nó cũng tùy thuộc vào cách làm của mỗi người. Ngói hình tròn thì hình gì đó. Nếu chúng ta làm rời thì chúng ta làm rời ra cũng được. Còn nếu không làm rời thì chúng ta có thể làm theo hình thức là ấy chút toàn bộ ra cũng được. Thì bây giờ tôi sẽ làm đầu tiên đấy. Tôi sẽ làm cái mái này trước. Tôi sẽ làm mấy cái mái này trước. Sau đó là tôi sẽ đi vào những cái chi tiết sau. Đầu tiên là các bạn đưa một bức ảnh vào, thì cái này các bạn, những bạn nào đã học rồi các bạn biết rồi. Chúng ta sẽ đưa vào cái máy này. Thì tôi sẽ nặn cái hình cái viên ngói này ra. Tôi lấy khối bút. Và tôi sẽ xóa, tôi edit poly đi. Tôi sẽ xóa mặt dưới này đi. Tôi chỉ để mình mặt trên thôi. Và connect. Chúng ta ring nhé. Ring. Connect. Xong tiếp tục quay mặt tốt. Chúng ta cho cái này nó tròn thì chúng ta còn phải kéo này ra. Ở đây chúng ta phải connect thêm. Nó là như vậy. Sau đó các bạn có thể muốn cái đầu trên này nó sẽ cứng cứng như này, nó không bị tròn có, thì các bạn có thể connect thêm một cái đường nữa. Chúng ta làm một thứ thì chúng ta nhân nó ra nhé. Sau đó turbo smooth đi. Đây là cái viên ngói. Và đương nhiên chúng ta sẽ không turbo smooth luôn. Chúng ta chỉ turbo để chúng ta nhìn thôi. Cái đoạn này ấy, các bạn muốn cho nó cao bên trên thì các bạn có thể chọn đấy. Xong các bạn giữ Ctrl và kích vào đây để nó chuyển sang cái cạnh, và còn đây thêm một cái nữa để cho nó tạo thành cái độ nhọn ở đây. Khi turbo smooth lên xem là nó có đây, nó là như vậy. Chúng ta muốn vừa thay đổi, vừa nhìn thấy được cái turbo smooth thì chúng ta chọn trong edit poly và chọn vào cái phần sâu này. Đấy, và chúng ta chọn vào cái điểm để chúng ta có thể chỉnh tùy thuộc vào cách chúng ta làm. Viên ngói của các bạn là như vậy. Muốn cho nó nhọn thì các bạn để lên đây, nhưng theo tôi không cần. Cái sóng của nó cao cao hơn chút. Ok. Và chúng ta không bật Edit Poly các bạn nhé. Chúng ta để Turbo Smooth dạng mở kia. Để lúc nào thích rồi bật mắt lên nhìn, không thì thôi. Các bạn có thể chạy UV luôn. Sau đó là chúng ta chạy UV một viên ngói này. Về sau chúng ta sẽ rất là nhàn. Chúng ta không cần phải chạy tất cả. Chúng ta chọn chọn vào Open UV Editor. Sau đó các bạn chọn vào đây. Các bạn có thể nén nó xuống, reset nó xuống. Như thế này là ok. Các bạn muốn check xem là nó ok hay chưa, các bạn chọn là check cơ pattern. Cơ pattern. Trong phần check cơ pattern này các bạn không nhìn thấy ở ngoài đây. Thì chúng ta phải thêm nó vào. Có thể nó bị lỗi gì đó. Ok, tạm thời như thế là chúng ta đã thay đổi nữa nhé. Và chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh được từng cái điểm nhỏ nhỏ này một. Mục đích chỉnh cái điểm nhỏ nhỏ này để làm gì? Là để chúng ta cho nó
đều với những cái đường mà sau này về cái chất liệu ấy. Sau khi xong rồi thì chúng ta cho nó nhỏ lại, chúng ta lưu nó, chúng ta tu bộ smooth trước đã. Để kéo này chơi cho nào, làm lại xem nhé. Tức là để như này cho nó tròn tròn, đến lúc mà nó không bị ảnh hưởng, bị rúm ấy, là các bạn tu bút lên, xong các bạn làm cái này. Lưu, tôi đặt tên folder nhà một, UV ngói, UV ngói, PNG. Ok. Đấy, giờ bây giờ các bạn hoàn toàn có thể tắt cái này đi. Hoặc là các bạn không cần phải dùng cái này, nó dùng cái này nó lại bật lại rồi. Làm lại. Rồi, cứ tạm thời thế này đi nào. Xuất file nào. Tool render UV, UV template, xuất cái file này nè. Mục đích là về sau chúng ta chỉ cần trả UV cái đó là cả cái viên ngói này được. Bây giờ tôi nhân viên ngói này lên. Đấy. Đương nhiên là cái ngói của tôi nhân lên thì nó sẽ phải lệch nhau. Tôi sẽ ship tôi nhân lên, tôi để lệch nhau. Bạn xem ạ, nhưng tôi sẽ quay về mặt L này, tôi xoay nó xuống một chút. Trước khi làm cái việc đó thì tôi sẽ phải làm như này, tôi sẽ phải xóa lại, xóa đi làm lại. Chúng ta cho cái đầu này nhỏ xuống, nó ngắn xuống để lát nữa cái kia nó ép lên. Đây, cho nó gần chút này nhá, lúc tu bộ smooth rồi nó sẽ zoom lại 25 cái. Rồi quay về mặt máy chúng ta sẽ nhìn thấy nhá. Đây. Và các bạn để cho nó lệch nhau. Rồi. Lệch nhau đi. Và bây giờ chỉ cần turbo smooth thử xem nào. Xem nó là chuẩn chưa. Đấy, nó nằm như vậy. Ok. Chúng ta không cần chặn lưới nữa nhé, cứ để nguyên như thế. Rồi bây giờ chúng ta quay về mặt top này, chúng ta quét tất cả này và nhân nó ra. Như thế là nó thành cái ngói. Ok. Đấy. Như vậy là thành cái mái ngói thôi. Và nó cũng nhẹ thôi, nó không nặng đâu. Nặng thì nó sẽ bị turbo smooth thì nó mới nặng. Đấy. Đây là cái vảy ngói của nó. Ok. Không turbo nữa nhá. Đèn nó đi. Rồi, để cho nó nhẹ nhất có thể thì các bạn phải để nhẹ nhất thì các bạn phải ăn tách nó vào với nhau. Thì các bạn chọn một đối tượng bất kỳ, chọn vào Edit Table Poly. Sau đó các bạn chọn vào Attach, chọn tất cả những cái gì nó thuộc về Book, trừ cái cuối cùng là Plane ra nhé. Đấy, các bạn Attach như thế này là vào với nhau rồi. Đó, là nó thành một rồi đấy.
Rồi. Ok. Bây giờ chúng ta quay lại với cái nhà này, chúng ta sẽ nhìn thấy cái máy này là cái máy to nhất này. Thì chúng ta sẽ làm cái máy đấy trước. Chúng ta cho cái tâm này vào giữa trước để chúng ta bend nó. Tôi sẽ nhân này ra thêm và phải xoay nó, xoay đi vì cái máy của chúng ta là nó sẽ chạy sang ngược sang hai bên mà, xoay thế và chúng ta để ngược ở đây. Đấy, một mỗi bên là sẽ nó sẽ dội xuống mà khi chúng ta để nghiêng là chúng ta sẽ thấy điều đấy, và chúng ta attach với nhau đi và tiếp tục chúng ta lại Unpack Only đi. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái lệnh mới đó là Bend. Bend này để chúng ta có thể bẻ cong nó. Trước khi bẻ cong này, các bạn nhìn thấy này, nó bị thế này là do chúng ta chưa reset form. Thì chúng ta phải reset đi đã. Đấy. Và tiếp tục dùng Bend. H. Tôi muốn nó bẻ kiểu kia cơ. Thì tôi phải remove, tôi xoay đó. À, tôi nó muốn bẻ kiểu này. Và muốn nó ép vào thì đây, chúng ta sẽ làm thế này. Rồi, sau đó tôi lại dùng một cái công cụ nữa. Một cái lệnh nữa. Các bạn nhìn thấy đó, bên này, đoạn này nó sẽ cong lên này. Tôi dùng ép F4 để tôi xử lý nó thêm. Trong F4 này tôi chọn là Control Point. Các bạn thấy không ạ? Tôi sẽ kéo nó như này. Và nó sẽ cong theo đúng như cái chiều mà tôi muốn. À, các bạn muốn cho cái toàn bộ ở trên này nó sẽ rộng ra chút. Thì các bạn để này. Như vậy. Rồi mặt này để trừ cái đoạn dưới này đi. Mình ở trên này thôi. Rồi các bạn muốn cho đoạn ở giữa này nó sẽ cong cong lên chút nữa, các bạn đây này. Kéo lên. Hoặc các bạn có thể xoay tùy. Các bạn làm thế nào đấy để cho nó có được cái sự gọi là tự nhiên nhất của cái nhà. Đúng không ạ? Ok. Tôi thấy là được rồi. Này, như thế là tôi được cái máy. Bây giờ tôi sẽ phải vẽ một cái đường, tôi tắt cái mắt này đi đã. Tôi để mình bend thôi. Tôi xem nào. Được rồi, cứ để cái này đi đã. Bây giờ chúng ta phải vẽ một cái hình. Tôi nghĩ là trước khi dùng cái Ben với lại cái F4 ấy, thì chúng ta nên tạo cái khối này trước đã. Tức là đây này, các bạn nhìn thấy không ạ? Ở đây nó có mấy cái đường khối này. Chúng ta làm trước đi, lúc chúng ta Ben nó sau. Chúng ta Ben thì chúng ta Ben cả luôn. Nó sẽ nhanh hơn. Đấy, tôi sẽ tạo khối bút. Tôi kéo một cái đường từ đây đến đây. Kéo dài lên chút. Đây chính là cái mà tôi muốn. Và đương nhiên tôi phải edit thêm poly đi. Và tôi chặn lưới nó. Tôi phải chặn lưới. Này cũng vậy, Alt-R chính là ring. Kéo vào phải thôi xuống đây. Đây anh thế. Alt-R, Ctrl-Shift-E. Ctrl-Shift-E. Ok. Như vậy là được rồi. Đây là cái độ dày của cái nhà, sắp tới nó sẽ phải à ở đây nó phải nhiều lưới một chút thì lúc chúng ta bị bẻ cong được nó các bạn nhé. Còn ship này. Tôi sẽ cần được lại đó. Chúng ta làm một số cái luôn đi. Còn đây thêm vài vài ba cái đi. Đấy, cho đều. Bẻ cong kiểu gì nó cong được. Đấy, sau đó là chúng ta sẽ tiếp tục
nhận nó ra. Nếu như các bạn muốn trả UV thì trả nhá, còn không thì thôi. Tạm thời tôi chưa trả UV vọ, và tôi muốn cái thằng này nó sẽ được attach vào. Attach hai cái hình này vào. Nhưng hai cái hình này các bạn phải cho nó dài ra chút. Đấy. Và đến lúc chúng ta cần phải vẽ cong hay như nào đó chúng ta sẽ vẽ sau. Chúng ta sẽ attach cái thằng này vào đó. Rồi bây giờ các bạn mở cái mắt này nha. Mở mắt này ra. Nó sẽ được bền giống như thế luôn. Và mở cái này ra thì nó vẫn ok. Không có sao. Đúng không ạ? Thì các bạn tắt cái này lại đi, các bạn làm thêm một cái hình ở bên trong nữa. Lại tiếp tục xuống Edit Poly. Một cái giữa. Đấy. Ví dụ thế. Chúng ta làm không nhất thiết cứ phải làm giống hết nhé. Không cần nhất thiết phải làm giống đến mức độ giống quá. Chúng ta có thể dưới Shift kéo nhân nó ra. Clone nó thêm mà. Cho nhỏ nhỏ lại. Làm vài ba thanh nó ở đây, ở đây, và một vài thanh ở đây, có thể cho nó ngắn lại, nó chỉ một nửa bên này bên kia thôi, ví dụ thế. Chúng ta nhân nó ra. Để hơi chéo chéo cũng được, chả sao cả. Các bạn cẩn thận nhé. Tức là gì? Chúng ta nên có độ tự nhiên cho nó. Chúng ta nhìn thấy nó tự nhiên thì nó càng đẹp. Rồi Ctrl S đi nào. Tôi lưu nó lại. Một phòng trường hợp là nó sẽ bị out file, rất nhiều trường hợp sẽ bị out file đấy. Đó, ví dụ thế. Thì bây giờ các bạn chọn bên này, ok rồi. Như vậy là các bạn nhìn thấy các bạn đã có được cái hình khá là ưng ý. Các bạn Turbo Smooth nó vẫn đẹp mà. Đúng không ạ? Vẫn đẹp và rất là ok. Cái cách bút nó là như thế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay về mặt này. Chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ đưa cái hình cuối bút vào. Để chúng ta làm cái nhà. Đấy. Các bạn để dưới, các bạn kéo dưới đây cho tôi. Và đương nhiên các bạn phải edit thay vào poly ra. Và kéo làm sao đây để cho nó hợp lý nhất. Cái máy thì bắt đầu từ đó. Đây nó xuống đến đây, từ đây chẳng hạn. Bắt đầu từ đây chẳng hạn. Mình sẽ phải thêm lưới ở giữa này. Các bạn thêm lưới thì cố gắng thêm từ từ thôi nhé. Không có vội. Tắt cái turbo này đi cho đỡ nặng máy. Các bạn kéo này xuống dưới đây cho tôi. Thêm lưới không không được thêm vội. Cứ bình tĩnh mà thêm từng cái một. Làm đâu thêm bên đấy. Vội nó sẽ không ra được. Quay về mặt L là ok rồi. Quay về mặt F, chúng ta sẽ nhìn thấy cái đầu này nó phải ra ngoài đây. Cái đầu này nó phải ra ngoài đây. Đúng không ạ? Vậy thì lưới hết đâu. Lưới vẫn còn ở kia thì chúng ta không thể cho cái đầu ra một cách nó như thế được. Và chúng ta phải có lưới dưới và chúng ta cho nó ra. Và nó sẽ xuống như này. Ở đây như thế. Và chúng ta phải connect vài đường đấy để chúng ta nặn nó cho nó hợp lý, cái mái nhà nó xuống nó hợp lý, nhà cửa nó phải đấy, mái với hình nó phải như nhau.
Cái này nâng lên chút không sao. Cái này cũng thế, nâng lên chút. Rồi. Quay về mặt L này chúng ta sẽ nhìn thấy cái đoạn này phải xuống này. Trước khi xuống thì nhân thêm đường ở đây, Ctrl Shift E. Ít đường thôi. Xóa bớt này đi. Chọn cái màu khác cho dễ nhìn. Đấy. Vì cái hình thù này nó cong cong, nó khác biệt nên đôi khi là chúng ta cần phải chỉnh làm sao đấy cho nó hợp với từng cái khu vực. Rồi. Chúng ta sẽ thấy là gì, chúng ta đang bị thừa điểm, thiếu điểm thì chúng ta cần phải thiếu điểm. Còn nếu mà cảm thấy mà nó đủ rồi thì thôi. Đấy. Ok, tạm thời như vậy đó. Bên dưới này tôi sẽ xóa đi. Gâu này. Xóa đi nào. Chưa tính tới. Rồi. Bây giờ cái cửa ấy thì nó sẽ phải có cửa này cửa kia. Thì tôi trước trước khi ấy tôi sẽ phải làm mở cửa này ra trước đã. Tôi sẽ insert và dùng cái cắt để chúng ta cắt cái đường này cho thẳng xuống này, cắt thẳng đây, bên này như thế, cắt thẳng đây, rồi, ok, bây giờ nhiệm vụ chúng ta là kéo này xuống, tăng cái keo, bên này chúng ta sẽ có một số cái lưới, anr Connect. Không cần nhiều quá đâu, hai ba cái thôi. Chúng ta làm mấy cái cửa sổ hình tròn. Connect. Đây, cái này đây. Chúng ta có thể cho nó thêm cộng thêm lưới thêm ít nữa. Hoặc là không cần nữa cũng được. Các bạn chọn cho tôi là hơi ít lưới nhỉ, kéo dưới này thì kéo này thì thôi được, chọn cái này insert nó vào, các bạn xóa đi. Rồi, ở đây các bạn có thể làm thẳng lên như này. Cho xuống để chúng ta làm cái thanh này. Thì chúng ta có thể click form selection. Chọn liner. Ok. Đấy. Đấy. Đấy, chúng ta có bốn cạnh. Phải xoay. Xoay nó. Edit Type of Poly đi. Xoay nó. Edit Type of Poly. Và bây giờ các bạn có thể kéo nó ra này. Không vấn đề gì. Đó. Chỗ này lên chốt, xóa đi rồi cáp lại. Ok, bây giờ các bạn nhìn thấy này, ở đây này nó sẽ có vòng cung này, vòng này. Đó, nó rất là đẹp thì mình sẽ phải, cũng phải làm như vậy. Đó. Rồi bây giờ quay về mặt L này, bắt đầu mình mới chỉnh cái thằng này ra như thế nào đó, đúng không ạ? Đó. Chỉnh này để vuông thế này thì làm sao đẹp bằng chỉnh cái kia được, chỉnh ra nó đẹp hơn nhiều. Rồi cửa đi xuống đây,
skill lên. Cứ skill lên. Quay về mặt L tiếp để chúng ta chỉnh hai cái điểm này lại. Chỉnh hai cái điểm này lên. Andra connect thì chúng ta cứ từ những cái đường này chúng ta sinh ra thôi, chúng ta sinh thêm các cái lưới của nó đây. Cái này lên này. Cái này lên đây, con sim e. Ok. Cái này phải xuống đây. Connect. Thêm cái này nữa. Cái này lên đây, cần sim e này. Để mà làm một cái như này thì đương nhiên là nó sẽ rất là lâu. Nên là các bạn phải xem cái cách thức làm thôi, chứ còn nó sẽ còn làm theo công thức này thì nó lâu hơn nhiều. Khó là các bạn hiểu cách làm, sau đó là các bạn sáng tạo thôi thì nó sẽ nhanh hơn nhiều. Để xóa cái này đi. Xóa cái này đi. Còn đây. Rồi, ok. Như vậy. Tạm thời cái đúp này đã. Cho turbo smooth xem nó thế nào. Đó. Đấy, nó tròn tròn theo ý của mình rồi đấy. Nó tròn tròn theo ý của mình rồi. Rồi. Bây giờ cái đúp vào đây. Chamfer nó ra. Thành ba cạnh đi. Đó. Rồi bây giờ là mình sẽ chọn thằng này. Chọn cái đường này này. Ở giữa này. À chết rồi. Mình phải quan trọng xét lại nhá. Chamfer là phải chamfer cả cái này chứ. À đoạn này nó phải lên đây chứ. Lần này sao lại dừng lại ở đây. Được. Ok. Làm lại. Chamfer. Rồi ok. Chamfer. Chọn sau đó chọn cái ở giữa này. Chris. Đấy. Thấy cái cạnh như này đi. Thằng này cũng phải Chris như thế. Mình chỉ làm một bên này thôi. Trừ đi. Sinh F3 lại xem nào. Trừ gần đây đi. Trừ gần như hết đi. Rồi. Mình sẽ click thêm. Đó. Đấy, cái này mình có thể nhỏ lại. Tăng cạnh lên cho nó tròn tròn tí. Nhỏ lại. Cái này to lên. Tăng cạnh lên chút. Thêm cạnh cho nó. To này lên. Thêm cạnh. Còn ở giữa đây thì cũng phải làm một cái này. Đấy. Ok.
Thì tất cả những cái này nó đều được phải attach vào với nhau. Mình cứ làm một mặt này đã. Mặt khác tính sau. Đấy. Rồi bây giờ cứ phải lại đã. Với cái này xóa hết. Trụ này xóa hết đi. Đó. Ok. Bây giờ mình bắt đầu vi tính này. Chọn cái này ra đây. Rồi. Đưa cái chân tròn này vào. Sau đó có thể kéo nó này ra, từ ship kéo nó ra để tạo độ dày. Chọn clone nhỏ object nhá. Add cell lên. Đấy. Còn muốn turbo smooth thì cứ turbo smooth bình thường. Còn chưa muốn thì cứ attach vào với cái thằng nhà chính này. Rồi là turbo sau cũng được. Đấy. Ok, như vậy là chúng ta đã được một cái. Còn cái này chúng ta sẽ làm cửa sau. Và theo tôi cứ làm luôn đi. Skill. Giữ ship kéo nó vào này. Giữ ship kéo thêm này. Đấy. Giữ ship kéo thêm này. Thì tôi sẽ phải bắt thằng này vào đây. Bằng cái print. Print. Đấy, print. Đấy. Ở đây nhá. Ring. Connect. Ok. Thằng này với thằng này. Collab. Collab. Thế là xong. Go, go. Go. Đi tách ra. Cái đuôi vào đây. Cái đuôi vào đây. Cái đuôi vào đây. Trừ cái này nha. Lại bị rồi. Cái ba d là hai lỗi nha.